Rất là nhiều bạn inbox cho bác sĩ và than phiền rằng em có dùng kem chống nắng mà sao da của em vẫn bị nám, tàn nhang, da sạm và không đều màu. Video này sẽ rất hữu ích với các bạn mà đang bôi kem chống nắng nhưng không hiệu quả, da vẫn bị sạm, lão hóa da, và những bạn mà mới bắt đầu skincare. Trong video ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho các bạn là bôi kem chống nắng đúng cách để bảo vệ da của mình, và bác sĩ sẽ giải đáp thêm những cái câu hỏi thường gặp liên quan đến kem chống nắng. Chào mừng bạn đến với kênh của bác sĩ Mã Phượng. Có rất là nhiều bạn mới đến kênh của mình. Mình xin giới thiệu, mình là bác sĩ Mã Phượng, bác sĩ da liễu. Trước khi bắt đầu vào video ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng nhau tham gia vào group Chăm sóc da khoa học cùng bác sĩ Mã Phượng và like fanpage bác sĩ Mã Phượng. Ở trên đó bác sĩ có chia sẻ rất là nhiều kiến thức về da và hỗ trợ đồng hành cùng bạn, giúp bạn có một làn da khỏe đẹp hơn. Kem chống nắng bảo vệ da của chúng ta thế nào nhỉ? Có rất là nhiều bạn nghĩ thế này này: ôi trời nắng quá phải bôi kem chống nắng thôi. Thật ra là trời dông hay trời mưa thì chúng ta đều phải bôi kem chống nắng các bạn ạ. Kem chống nắng sẽ bảo vệ da của chúng ta khỏi tác động của tia UV. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các loại tia UV ảnh hưởng đến da nhé. Có 3 loại tia UV là UVA, UVB và UVC. Tia UVC đã được cái tầng ozone chặn lại và nó không thể tác động lên da của chúng ta được. Còn tia UVA sẽ tác động sâu vào dưới da của mình. Nó tác động đến lớp trung bì, làm đứt gãy các sợi collagen, elastin, làm da của chúng ta lão hóa sớm này, da mất đi sự đàn hồi, chảy xệ và xuất hiện các nếp nhăn trên da. Khi trời mưa hoặc là trời dông thì cái tia UVA này lại càng nhiều. Vì vậy mà ngay cả khi trời không nắng thì chúng ta vẫn cần phải dùng kem chống nắng các bạn nhé. Tia UVB tác động nông hơn và gây ra những cái hiện tượng trên da như là bỏng nắng, sạm da. Ngoài tia UV tác động đến da thì người ta còn nghiên cứu rằng những cái phổ ánh sáng cũng ảnh hưởng đến da của các bạn. Phổ ánh sáng được chia thành hai loại là ánh sáng nhìn thấy và ánh sáng không nhìn thấy. Ánh sáng nhìn thấy đặc biệt là phổ ánh sáng xanh, là cái ánh sáng mà phát ra từ mặt trời này hoặc các nguồn sáng nhân tạo như là đèn, tivi, máy tính, điện thoại. Nó cũng làm da của chúng ta lão hóa, mất đi cái sự đàn hồi và chảy xệ, xuất hiện các vết nám và tàn nhang. Vậy nên một số kem chống nắng mới thường có thêm cái thành phần giúp bảo vệ da khỏi cái ánh sáng xanh này. Tuy nhiên thì loại kem chống nắng này nó sẽ đắt hơn loại kem chống nắng bình thường các bạn nhé. Chọn kem chống nắng cần lưu ý những gì? Đầu tiên là chỉ số SPF và chỉ số PA. Chỉ số SPF là thể hiện khả năng bảo vệ da của chúng ta khỏi tác động của tia UVB. Thông thường chúng ta sẽ thấy là chỉ số SPF từ SPF 30 đến SPF 50 là nhiều. Nhiều bạn hỏi bác sĩ rằng: chị ơi, có phải cái chỉ số SPF càng cao ấy thì lại càng tốt không? Chỉ số SPF 30 có thể bảo vệ da của chúng ta khỏi tia UVB 97%. Chỉ số SPF 50 có thể bảo vệ da khỏi tia UVB là 98%. Và không có chỉ số SPF nào có thể bảo vệ da của chúng ta khỏi tia UVB 100% được. Các bạn có thể thấy rằng là cái chỉ số SPF từ 30 đến 50 ấy, khả năng bảo vệ khỏi cái tia UVB nó tăng không đáng kể nhá. Tuy nhiên thì các bạn thấy là kem chống nắng mà có chỉ số SPF càng cao ấy, thì rất là dễ gây kích ứng và bôi sẽ nặng mặt hơn này, da dễ nổi mụn hơn. Vì vậy mà bác sĩ thường xuyên chỉ các bạn rằng là nên chọn kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 đến 50 là được rồi. Chúng ta không cần phải sử dụng cái kem chống nắng có một cái chỉ số SPF quá cao đâu. Còn chỉ số PA sẽ thể hiện cái khả năng bảo vệ da của chúng ta khỏi tác động của tia UVA. Các bạn nên lựa chọn kem chống nắng có chỉ số PA từ 3 cộng trở lên nhé. Đa phần các loại kem chống nắng hiện nay đều là kem chống nắng phổ rộng, nghĩa là có thể bảo vệ da khỏi tia UVA và tia UVB. Ở trên sản phẩm sẽ có chữ là Broad Spectrum. Lưu ý thứ hai khi các bạn chọn kem chống nắng là hãy chọn kem chống nắng phù hợp với da của mình. Với các bạn mà da dầu mụn nên chọn kem chống nắng không chứa dầu nhé. Sẽ có chữ là oil free trên cái tuýp kem này, hoặc là không gây nhân mụn, non comedogenic hoặc là non acne. Với những cái làn da nhạy cảm thì sẽ ưu tiên lựa chọn những loại kem chống nắng mà không chứa hương liệu, không cồn và không paraben. Các bạn có thể thấy là ở trên bao bì sẽ có những cái dòng chữ như là for sensitive, đấy là dành cho da nhạy cảm. Những bạn da khô thì nên lựa chọn kem chống nắng dạng cream. Nó sẽ có thêm cả dưỡng ẩm và khi bôi sẽ không bị khô vảy trắng ở trên da của mình. Bôi kem chống nắng vật lý hay là bôi kem chống nắng hóa học? Nhiều bạn thắc mắc rằng không biết là nên bôi kem chống nắng vật lý hay là kem chống nắng hóa học. Hai loại này có gì khác nhau nhỉ? Kem chống nắng vật lý là sunblock. Theo cái cơ chế phản xạ,
nó sẽ làm phản xạ lại các tia UV theo cơ chế giống như là một cái màng trắng ở trên da màu trắng vậy, và nó sẽ phản xạ lại các tia khi đến bề mặt da của mình. Các bạn không thể nhìn thấy cái màu trắng ở cái lớp mỏng này đâu, vì các nhà sản xuất sẽ tạo ra những cái phân tử vô cơ rất là nhỏ. Hai thành phần quan trọng trong kem chống nắng vật lý đó chính là titanium dioxide và kẽm oxit. Ưu điểm của kem chống nắng vật lý là sẽ không thẩm thấu vào da, nó sẽ an toàn cho các bạn mà đang bầu bí này hoặc là đang cho con bú, chúng ta có thể dùng kem chống nắng vật lý các bạn nhé. Tuy nhiên thì nhược điểm của nó là nó sẽ lên tông, nó sẽ để lại những cái vệt trắng khi các bạn bôi trên da. Còn với kem chống nắng hóa học sunscreen sẽ theo cái cơ chế là hấp thu, các phân tử hữu cơ sẽ hấp thu cái tia UV có năng lượng cao và giải phóng ra năng lượng tia thấp hơn, do đó sẽ ngăn cản cái tác động của tia cực tím tới da của mình. Kem chống nắng hóa học sẽ chứa các thành phần như là oxybenzol, octinoxalat. Ưu điểm của kem chống nắng hóa học là nó sẽ dễ bôi hơn này, không để lại cái vết trắng trên da. Tuy nhiên nhược điểm của nó là sẽ dễ gây kích ứng nếu như các bạn nào mà da nhạy cảm. Bôi kem chống nắng bao nhiêu là đủ? Có rất là nhiều bạn bôi kem chống nắng nhưng mà da vẫn bị nám, tàn nhang hoặc là lão hóa nhanh là do các bạn bôi chưa đủ lượng. Nếu như không bôi đủ lượng thì kem chống nắng cũng không thể bảo vệ được da của mình. Rất là nhiều bạn hỏi bác sĩ rằng là bôi kem chống nắng bao nhiêu là đủ. Trong các nghiên cứu để kem chống nắng có thể bảo vệ được da thì cần bôi đủ lượng là 2mg trên 1cm². Thường cái khuôn mặt của chúng ta ấy sẽ cần khoảng 1g kem chống nắng trên một lần bôi các bạn nhé. Để các bạn dễ hiểu hơn trong việc lấy kem chống nắng ấy, thì các bạn có thể đo bằng đơn vị đốt ngón tay, fingertip. Một đốt ngón tay này sẽ tương đương với 0,5g kem chống nắng, và mỗi lần bôi các bạn sẽ lấy là 2 đốt ngón tay các bạn nha. Khi bôi thì các bạn cần chấm nhiều điểm nhỏ ở trên da, sau đó chúng ta sẽ vỗ đều thì cái kem chống nắng sẽ dàn đều trên da mặt của chúng ta hơn. Các bạn cần bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài 15 đến 20 phút nha. Nếu các bạn mà hoạt động ngoài trời cả ngày thì sau 2-3 tiếng các bạn nên bôi dặm lại kem chống nắng để có thể bảo vệ da được tốt hơn. Trên đây là những kiến thức cơ bản giúp các bạn hiểu hơn về kem chống nắng để có thể sử dụng kem chống nắng đúng cách và bảo vệ da của chúng ta được tốt hơn. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ nó đến với nhiều người hơn nhé. Và đừng quên là đăng ký kênh để nhận thêm được nhiều kiến thức từ bác sĩ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.